Đây là hòn non bộ mình vừa tạo hình các bạn. Đó là lần đầu tiên mình làm luôn đó. Bạn thấy sao? Gì góp chính góp ý cho mình nha. Mới làm lần đầu cũng chưa có kinh nghiệm mà các bạn ơi. Cái làm thử đi, làm thử. Ơi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thiết kế cái chậu này để mình nuôi cá kiển chơi nha các bạn. Mời các bạn cùng xem chơi cho vui nha. Bây giờ mình bỏ gạch ra đây để mình để cái hòn non bộ lên nha các bạn. Cái hòn non bộ bữa mình làm á. Đó, mình chắc cần ở đây. Đây là hòn non bộ mình làm bằng mót nha các bạn. Mình đã phủ xi măng lên rồi. Cái công đoạn đó mình không quay vì trên mạng họ cũng giới thiệu rồi, chỉ hướng dẫn nhiều lắm rồi nên mình không quay công đoạn phủ xi măng các bạn. Rồi rồi. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Hòn non bộ làm đẹp không? Đẹp quá con. Đây là mấy con cá mình mới mua nha các bạn. Mấy con cá chép ba đuôi nè. Mình mới mua mấy con đẹp không, chép ba đuôi đẹp không, để mình thả vô cái hồ của mình nha. Mình thả trước ra thôi cho các bạn xem nha. Đây, mấy cá chép của mình đây. Nó thấy đẹp không? Nhưng con cá đen đen, không biết cá gì nữa. Nó thấy không? Cá đẹp ghê không? 5.000 con các bạn. Rẻ rề. Đó, họ thấy chưa? Bây giờ mình đem nè. À, mấy cá đẹp không? Rồi mình thả vô chậu nha các bạn. Đây nè, giờ mình sẽ thả vào chậu nha. Rồi vô đây ở con. À, quá đẹp không? Ủa, đẹp quá. Lặn tung tăng. À, các bạn thấy không? Hòn non bộ mình làm đây. Mới mua gắn thêm hai con cọ nữa, có cái tháp nữa, có con trâu nữa các bạn. Nó đẹp phải không, nổi bật lên liền ha. Rồi coi mấy cá coi, mấy cá đâu rồi. Ồ, mấy cá thả nó trốn dưới trên rồi. Nó trốn trên rồi. Mấy thằng nó còn nhé.